Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Thì nối tiếp cái clip về các món hàng Nhật, thì hôm nay Khôi giới thiệu anh em con âm ly đến từ hãng Bione, model SA8900, một trong những cái model mà rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng nha. Thì con này cũng khá lâu rồi Khôi mới bán, nhưng mà đợt hàng vừa này về thì đấu được những cái con âm ly Bione rất đẹp và rất mới, giá cũng tốt hợp lý anh em nhé. Thì anh em đang có nhu cầu tìm kiếm âm ly Nhật để đánh các dòng loa Sun Tui Bi hôm nay vân vân, thì xem clip với Khôi ngày hôm nay. Con âm ly đẹp gần như mới nha, gần như mới và duy nguyên bản tuyệt đối này nha. Chưa lau chùi luôn, chưa lau chùi, chưa có xỉ bạc. Khôi mới mở bố con ốc nữa thôi, để mình tí nữa mình quay ruột gan cho mau quá nha. Đó, tất cả là đều còn chín và đẹp, không có chảy xước anh em nha. Thì vì sao? Vì hàng đấu mạng nên nó đẹp. Đấy, các cái núm rồi vân vân là chưa có lau chùi luôn nha, nhưng mà cơ bản là nó đẹp rồi. Thì cái đời này là đời đây này, cái núm này là mình chưa có vệ sinh này, nó còn bị rột rệt á. Thì tí nữa mình sẽ vệ sinh sau. Thì cái con này này nó là gì, chạy chỉnh bát chép, là chỉnh tần số này, là rất là hay luôn ha. Chỉnh bát chép, chỉnh tần số đó. Ví dụ như chỉnh từng bên một, từng vé một đó nè, nó chia ra từng vé một luôn. Nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Rồi cái thứ hai là đánh hai cặp loa ha, các chức năng cơ bản đều đầy đủ đó. Ok, thì bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra để anh em cùng xem được cái phần ruột gan nha. Mình đang ghép với cái cặp loa bên đúc ha, thì ghép thử thôi chứ không phải là ghép thay nha. Đây, rất là mới này, nhìn này, rất là mới luôn, kinh khủng. Mấy dấu vân tay của Khôi tháo thôi. Đây, ruột gan của nó này, chưa lau chùi nha, chưa lau chùi, mới chỉ có bụi bặm luôn đó. Rất là tuyệt vời luôn này, rất đẹp nha. Sừng trắng này, các cái dòng Bione này thì nó là sừng trắng, dòng SA thì sừng trắng cho nó có sừng vàng nha. Đó, con này nó tới 8 sò này nè, 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ này, sò vẫn là sò HSD anh em nha, sò HSD. Thì con sò này thì nó lại cùng chung mâm với các cái dòng Toshiba chữ đỏ của dòng receiver lớn. Thì cái con này nó rất là bình dân, nhưng mà đến 8 sò nên nó sẽ khỏe. Thì ở đây anh em, họ để là công suất 140W. Thì cái này nó là công suất ra loa chứ không phải là công suất tiêu thụ này. Công tiêu thụ rất là lớn nha, công suất ra loa này 70W một vế nè. Đây, con này có thêm chức năng làm rề và làm bao. Khi xài cái nào mình cắm vô này, thì nó rất là hay luôn ha, rất là hay. Thứ nhất là làm bao thì công suất lớn, thứ hai làm rề là chất âm hay, đời lại nó vậy. Thì ngoài ra anh em nó sử dụng tủ Nippon Nichicon này nè, 15.000 mi anh em, cực kỳ lớn luôn nha, gấu á nha. Và nhưng mà cái mức giá thì rất là rẻ, không biết tại sao nó rẻ lắm. Thì anh em đang tìm kiếm thì chắc cũng trên mạng cũng có nhiều rồi. Thì tùy theo cái tình trạng, ví dụ đẹp xuất sắc này, trên toàn tập hàng đấu mạng vân vân, cầu chì còn zin luôn này nè. Thì mình sẽ có mỗi con nó sẽ có một cái mức giá nó khác nhau ha. Lưu ý như vậy, dắt này chưa cắm luôn này, mới cắm đầu tiên của OX thôi, còn lại chưa có dấu nha. Đó, đít là rất đẹp, nhiều con về là nó bị nổ, bị reset hết, đã qua sử dụng thì nó càng reset hơn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, trên mỗi máy nó có số series này anh em ha, số series này, số series trước và sau nó phải trùng nhau này nè. Đó, đại loại nó có những cái thông tin mà Khôi đây, cái này chùi là ra liền anh em nhé. Giờ bệnh vì hàng bạn hàng Nhật thì nó lưu kho ở Nhật thì nó sẽ bụi hơn hàng Mỹ. Đó, đại loại nó vậy. Mấy cái này là lau chùi là mới liền anh em nhé, mới liền luôn. Đây là mình chưa lau chùi. Rồi, cơ bản nó vậy, thì Khôi sẽ báo giá ở đây luôn. Con này sẽ có mức giá là 6.500.000 nha, 6.500.000. Vì những cái món đồ này thì bao zin tuyệt đối từng con ốc luôn, để em yên tâm khi mình mua hàng. Rồi, Khôi xin phép tạm dừng nha. Và bây giờ là phần test chất âm, anh em cùng nghe thử. Và cái phần báo giá lại cũng như chốt giao dịch đó thì nằm cuối clip nha.
Khôi vừa test thử này thì âm ly là zin nguyên bản, nó đẹp xuất sắc và hoạt động tốt nha. Thì Khôi cũng không biết là hiện tại thị trường bao nhiêu, nhưng mà mình cứ nhập là theo cái giá mà của anh em lái họ đưa xuống này thì mình bán thôi. Thì cái con này Khôi cũng xin nói lại một chút xíu ha. Thì với cấu hình là 8 sò là rất là khỏe, thì cái công suất đó để 140W đó là cái công suất thực thôi, công suất thực tế á, chứ không phải là con công suất tiêu thụ, công suất tiêu thụ cao lắm anh em nhé. Anh em lưu ý là như vậy. Thì con này sẽ đánh tốt rất các loa 3 đến 4 tấc luôn, tại vì nó 8 sò. Thì và ngoài ra có chức năng làm bao, là anh em biết là thứ nhất là nó lớn, là công suất lớn. Thứ hai có rề là nó hay, nên sẽ đánh được rất rất nhiều loa ha. Rồi cái con này thì có cái mức giá là 6.500.000. À, một cái mức giá cũng rất là tốt luôn nha, so với cái cấu hình, so với chất âm, so với thương hiệu thì
giá này cũng được xem là giá tốt. Chuyển khoản độ thì khôi bao ship tận nơi, còn ship cốt thì cọc trước 30% không bao ship. Ở Sài Gòn anh em ghé lấy hoặc cho địa chỉ mình cho người mang tận nhà đều được ha. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để nhận được các thông báo về các sản phẩm của đồng tài hàng ngày. Khôi xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.